Chào các bạn, hôm nay mình thấy Đức Huy mổ con máy đeo đồng bộ này và xử lý lỗi của nó. Thì lỗi của cái máy đeo đồng bộ này thì đó là thường là hay bị lỗi nguồn. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cái lỗi nguồn của nó như sau này. Đây là cái bo mạch nguồn của cái hàng đeo. Thực ra cái lỗi chính của cái mạch này ấy, thì mình thấy là hàng đeo thì cái nguồn của nó thì sản xuất của nó thì tuyệt vời rồi, độ chắc chắn của nó cực cao các bạn ạ. Mình phải khẳng định rằng là cái nguồn của hàng đeo này là sản xuất độ chắc chắn của nó cực cao và các linh kiện của nó thì cực kỳ là chắc chắn và độ bền cao. Nhưng tuy nhiên thì có một cái loại linh kiện mà chúng ta thấy rằng là nó hay bị lỗi ở đây ấy. Mình nói thật đó các bạn, nó chính là những con tụ này. Những con tụ này thì ở đây thì với cái nguồn này thì nó bị lỗi tụ, thì mình đã xử lý những con tụ rồi. Chúng ta thấy rằng là ở đây có lắm tụ đây. Đây trên tay của mình là cái nguồn này, để mà chạy được mình đã thay một lắm con tụ này. các bạn nhìn thấy con tụ này nó đã bị sùi những cái đít ra và nó chảy ra nước này. Đấy, mình quay đây các bạn xem đây. Đấy, thấy chưa? Đây nữa. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sùi hết đi ra. Này. Con này thì cũng gọi là biểu hiện rồi, mình thay luôn. Đây. Đấy, trong cái nguồn của nó thì có bằng này con tụ, các bạn nhìn thấy rằng là tất cả những con tụ này đều bị hỏng, đó là do là làm việc quá là lâu và cái tuổi thọ của nó thì nó có hạn thôi, dẫn đến là nó bị bục cái này ra và nó không còn khả năng lọc nguồn nữa. Nó không còn khả năng lọc nguồn thì dẫn đến là nó sẽ không cấp đủ nguồn để cho cái hệ thống máy của chúng ta hoạt động. Vậy thì với những trường hợp như này thì chúng ta chỉ cần, nếu mà như bọn mình mà tháo một cái nguồn ra thì cái việc mà nó sùi tụ này lên thì nhìn thấy rằng là nó là một cái vấn đề, thì chỉ cần cách là chúng ta sẽ thay những con tụ này. Đây, như với cái nguồn hiện tại này là mình đã thay toàn bộ hệ thống tụ trong này. Đây, các bạn thấy không? Đây. Đây, mình đã thay toàn bộ những con tụ ở đây. Thay hết những con tụ ở đây. Và kết quả cho là chúng ta thấy rằng là cái nguồn của chúng ta nó sẽ được đảm bảo. Và bây giờ mình sẽ lắp cái nguồn này vào để xem cái thành quả của mình trong quá trình thay cái tụ này, xem nó như thế nào nhé. Đây, tạm thời mình để cái đống tụ này sang bên này đã. Tiện thể tháo ra vệ sinh luôn. Ok. Sẽ lắp lại một số con ốc.
thời gian tháo ra và chọc ngoáy. Cuối cùng nó cho cái kết quả xử lý được con nguồn. Không biết là thay xong rồi thì được như nó chạy hay không. Cái nguồn đeo này thì mình thấy rằng nói về cái sức thiết kế của nó thì không thể chê được đâu các bạn. Thì mình nói là cái mạch của họ thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, rất là chắc chắn và rất là khoa học, gọn gàng, ngăn nắp kinh khủng luôn. Mấy ông nước ngoài này sản xuất thì hoặc nghĩ đến sửa thì để nhổ linh kiện này ra, sửa để mà nhổ các linh kiện này ra này các bạn này, nhổ linh kiện này ra, thực ra là chúng ta phải có kỹ thuật nhổ ra đấy. Không tự dưng mà chúng ta có thể là dễ dàng nhổ ra được đâu. Thực ra là đối với sửa cái nguồn này thì thực ra là rất người ít người đăng cái video để sửa cái này. Mình đây thì gọi là rỗi rãi thì hôm nay bỏ chút thời gian ra để gọi là kiểm tra tay nghề của mình tí, xem còn nhớ nghề không. Thực ra những cái bệnh này thì theo mình nó là những cái bệnh đơn giản thôi. Cái lỗi như này thì là lỗi đơn giản, lỗi hỏng tụ là lỗi đơn giản mà chúng ta nhìn bằng mắt thường. Nếu các bạn nào chỉ cần có kỹ năng hàn và quan sát một chút thôi là các bạn có thể là xử lý được cái bệnh này rồi, không cần phải gọi là học cao siêu gì cả. Chúng ta cứ nhổ tụ ra, nhìn thấy con nào bị phồng, bị chảy nước. Đấy, nhiều cái thì chảy nước là thích lắm, nhưng mà một nguồn mà chảy nước thì chúng ta biết rằng là nguy hiểm, không đơn giản đâu. Nguồn mà chảy nước thì là có vấn đề rồi. Thiết kế của nó cực kỳ là hiệu quả, tinh tế. Hàng đeo mình phải công nhận là người Mỹ người ta có những cái sáng tạo cực kỳ là tuyệt vời. Mà mình sẽ lắp đủ ốc vào cho nó
17. Cái nguồn này thực ra là mình là này, cái nguồn này là sản xuất từ nhà máy ra và để dùng bao nhiêu năm đến bây giờ. Hôm nay mình mới tháo ra để sửa đây. Thực ra là tại vì sao mình biết, tại vì nó dán tem của nhà máy. Dán tem của nhà máy đây. Nên mình biết được là bây giờ mình mới làm việc được sửa ngay đầu tiên. Chứ còn nếu qua tay một thợ khác rồi thì mình nghĩ rằng chắc là nó không còn sống được. Ok. Ok. Đây các bạn nhìn thấy đây. Kết quả của cái việc là tụ nó chết thành một loạt. Ok. Bây giờ mình sẽ lắp cái nguồn này vào. Ok. Đây là con đèn đồng bộ của mình đây. Mình sẽ quay ra phía này có cái màn hình nhé. Thì nó test luôn. Lắp nguồn thì các bạn chỉ lưu ý cho mình thôi. Khi nào các bạn tháo ra như nào thì các bạn, nếu mà không rõ, không nhớ được thì các bạn có thể đánh số, bạn lắp ngược lại quy trình tháo. Các bạn học đi. Mình hay dùng cái máy đeo này. Cái máy này thì mình thấy dùng rất là hay. Ồ. Chạy êm. Đó là cái độ êm của nó tuyệt vời. Người Mỹ nó có một cái cách tính độ ồn của cái máy là rất là hợp lý. Chúng ta bây giờ lắp cái dây lên thì chạy như một cái máy sát. Hình dung nổi, nó kêu như một cái máy sát rồi. Bây giờ mình lắp lốt cái phụ kiện của nó vào nhé.